Và chúng ta cùng nhiệt liệt chào mừng hai đội bóng Vọng Đông, Tân Thượng về tham dự vòng đấu đầu tiên giải bóng đá 17 tranh cúp Bắc Ninh Football năm 2024. Và xin chào những khán giả thân yêu của Phú Xá, những khán giả thân yêu của Tân Thượng và những khán giả của Vọng Đông có mặt trên sân bóng ngày hôm nay. Chúng ta chuẩn bị đến với cuộc đối đầu, một trận derby của Yên Trung giữa hai đội bóng Vọng Đông và Tân Thượng. Tổ trọng tài điều khiển chính trong trận đấu ngày hôm nay, trọng tài số 1 ông Nguyễn Hữu Thìn, trọng tài số 2 ông Nguyễn Trường Sơn và trọng tài số 3 đó là ông Phương Kevin. Sau khi trải qua lượt đấu đầu tiên ở vòng 1 giữa đội bóng Xuân Lai và đội bóng Đồng Hương của bảng A, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên của bảng B. Bảng đấu có sự có mặt của 4 đội bóng Đại Lâm, Cầu Gạo, Vọng Đông và Tân Thượng. Ngày hôm nay, Tân Thượng ra sân với bộ trang phục áo đỏ xám, quần đỏ và tất xanh. Họ sẽ là đội bóng bảo vệ phần sân bên phía tay trái màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn. Đội hình ra sân của đội bóng Tân Thượng ngày hôm nay gồm có thủ thành đeo áo số 01, thủ thành Quốc Hưng. Các cầu thủ Anh Tú mang áo số 79, Quang Hưng mang áo số 16, Văn Duy mang áo số 3, Quốc Tuấn mang áo số 6, Thành Trung mang áo số 10 và cuối cùng là cái tên Trung Hòa, cầu thủ mang áo số 23. Về phía đội bóng Vọng Đông ngày hôm nay đại diện cũng đến từ khu vực xã Yên Trung, ra sân với bộ trang phục áo trắng, quần đen và tất trắng. Họ sẽ là đội bóng bảo vệ phần sân bên phía tay phải. Đội hình ra sân của Vọng Đông gồm có thủ thành mang áo số 01, thủ thành Nguyễn Đức Việt. Cao thủ Bá Đích mang áo số 54, Bá Hải mang áo số 13. Như vậy là tiếng còi bắt đầu hiệp đấu đầu tiên, trận đấu giữa Vọng Đông và Tân Thượng đã được vang lên. Ngày hôm nay thì đội bóng Vọng Đông mang đến những cái tên như Bá Hưng, cầu thủ mang áo số 10, Phùng Đức, cầu thủ mang áo số 5, Phùng Khánh mang áo số 24 và cuối cùng là cái tên Hoàng Nam. Một đội hình được đánh giá là mạnh nhất của cả hai bên với một sự quyết tâm cho một trận đấu giành trọn vẹn 3 điểm ở vòng đấu thứ nhất. Và các cầu thủ trong những tình huống đá biên chúng ta lên cẩn trọng. Một tình huống đá biên hợp lệ đó là một tình huống mà trái bóng nằm trên vạch vôi. Trong trận đấu gặp Xuân Lai thì chúng ta thấy được đội bóng Đồng Hương họ đã mắc rất nhiều lỗi trong những tình huống đá biên. Một trận đấu derby, một trận đấu mà hai đại diện của khu vực Yên Trung góp mặt tại bảng B. Và xin chào chị Oanh Nguyễn. Chị Oanh Nguyễn có nhờ bình luận viên gửi lời đến thủ thành Đức Việt. Thành Đức Việt ngày hôm nay cố gắng, mẹ không về được nhưng lúc nào cũng đồng hành cùng con. Đó là những sự gửi gắm thông tin đến từ phụ huynh của thủ thành bên phía đội bóng Vọng Đông, thủ thành Đức Việt. Sẽ là một tình huống đá biên được dành đến cho Tân Thượng.
Thần Thượng cũng góp mặt tại giải U13, nơi mà họ tiến đến vòng đấu tứ kết. Một trận đấu mà Thần Thượng đã không có được nhiều sự may mắn khi họ đã để thất bại trước cao thủ Mẫn Xá. Với lần trở lại tại giải U17 thì Thần Thượng cũng đặt cho mình một mục tiêu, đó là sẽ tiến đến trận đấu cuối cùng, trận đấu chung kết. Ngày hôm nay thì một lứa cầu thủ khác của Thần Thượng, đó là lứa U13, thì đang phải thi đấu tại giải bóng đá U13 Chi Long mở rộng. Giải đấu có sự có mặt của 8 cái tên đến từ 8 khu vực khác nhau. Đấm bóng an toàn, đó là một tình huống ra vào tốt đến từ thủ thành của đội bóng Vọng Đông. Vâng, bây giờ sẽ là một tình huống đá biên dành đến cho Vọng Đông. Cơ hội không được. Cơ hội đáng chú ý đầu tiên của trận đấu đến với đội bóng áo trắng, đó là pha dứt điểm đến từ cầu thủ mang áo số 24, Phùng Khánh. Chúng ta thấy được một tình huống thoát đi rất nhanh đến từ tiền đạo của đội bóng áo trắng. Ngày hôm nay thì đối mặt với Phùng Khánh, đó sẽ là một thủ thành được biết đến với khả năng phản xạ rất tốt, đó là thủ thành Quốc Hưng của đội bóng Thần Thượng. Quốc Hưng ngày hôm nay ra sân với một phong cách rất giống với một thủ thành thi đấu tại bộ môn futsal. Anh không sử dụng găng tay. Có rất nhiều thủ môn phong trào bây giờ thì theo xu hướng của những thủ thành bắt tại bộ môn futsal, đó là sẽ không sử dụng nhiều găng tay và sẽ có một lối chơi thiên về sự kiểm soát bóng, những tình huống chuyền bóng ban bật ở phía phần sân nhà. Sẽ có một tình huống đá biên được dành đến cho Thần Thượng. Đây là Quốc Hưng. Một hàng phòng ngự với bộ ba. Bộ ba bao gồm trung vệ Anh Tú, cánh phải là Văn Duy và cánh trái là Quang Hưng. Hàng tiền vệ của đội bóng Thần Thượng ngày hôm nay sẽ đặt nhiều kỳ vọng vào cầu thủ mang áo số 23, đó là Trung Hòa. Trung Hòa cũng là cái tên cuối cùng góp mặt trong đội hình xuất phát của Thần Thượng. Vâng, đã có một tình huống tác động với vị trí thủ môn của Quốc Hưng. Và sẽ có một quả đá phạt được dành đến cho Thần Thượng. Trận đấu của chúng ta thì đang được phát trực tiếp trên trang fanpage của người chuyền lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng. Rất nguy hiểm. Đó là một tình huống mà thủ thành Đức Việt đã cho thấy được một sự tập trung. Một pha bóng xâm nhập rất hay đến từ cầu thủ mang áo số 10 Thành Trung. Những pha lên bóng tốc độ đến từ cầu thủ Thần Thượng. Một đường chuyền vào trong không thành công đến từ Quang Hưng. Ngày hôm nay thì hai cánh của Thần Thượng với sự xuất hiện của Quang Hưng ở cánh trái và Văn Duy ở cánh phải. Đó sẽ là một bộ đôi mang đến nhiều sự khởi sắc trong một lối chơi tấn công đến từ đại diện của xã Yên Trung, đội bóng Thần Thượng. Vẫn là một sự chủ động đến từ thủ thành Đức Việt. Khá nguy hiểm. Và một pha bóng mà chúng ta thấy rằng một tình huống pha bóng đơn thuần thôi nhưng cũng đã khiến cho thủ thành Quốc Hưng bên phía đội bóng Thần Thượng buộc phải đấm bóng an toàn. Không thể có được một tình huống bắt gọn trái bóng trong tay đến từ thủ thành của đội bóng áo đỏ. Tối quá không Hoàng ơi? Không sao đâu anh ơi. Không để anh đẩy sáng lên. Anh có tăng lên được nữa không? Có. Tăng lên một nước nữa đi. Ok. Ok anh đã ơi. Ném bóng rất mạnh lên trên đến từ thủ thành Đức Việt. Cơ hội dành đến cho Vọng Đông. Không được. Vừa rồi là tình huống kết thúc đến từ cầu thủ mang áo số 4. Đó là pha ra chân của Hoàng Nam. Bước 1 là cực kỳ gọn đến từ vị trí của Bá Hưng. Và sau đó là một đường chuyền dành đến cho Hoàng Nam.
sẽ là một tình huống đá phạt góc dành đến cho Phong Đông. Ngày hôm nay thì đứng trên băng ghế chỉ đạo của đội bóng Vọng Đông, đó là huấn luyện viên trưởng anh Phùng Quang, một trong những cái tên mới. Đối đầu với anh Phùng Quang bên phía Vọng Đông là huấn luyện viên trưởng của đội bóng Thân Thượng, trưởng đoàn đó là anh Trường Bệu và huấn luyện viên trưởng là anh Văn Hiệp. Hai cầu thủ trong màu áo của 8X Thân Thượng, đội bóng đã về đích ở vị trí thứ hai tại giải bóng đá 8X Góc Đồn mở rộng năm 2024. Giải đấu được tổ chức lần đầu tiên trên địa bàn của xã Yên Trung, đặc biệt là khu vực ấp Đồn. Rất hay, đó là pha dứt gót tuyệt vời. Vẫn đang là cầu thủ Vọng Đông, một sự nhập cuộc hứng khởi đến từ đội bóng áo trắng, cú ra chân ngay. Không được. Sự tác động là đủ trong một pha bóng mà chúng ta thấy được một tình huống thi đấu chắc chắn đến từ vị trí của Quang Hưng. Sự tác động của Quang Hưng đã khiến cho Bá Đích, cầu thủ mang áo số 54, không thể đưa ra một pha xử lý bóng tốt nhất. Trên sân số 1 thì trận đấu giữa Cầu Gạo và đội bóng Đại Lâm cũng đang diễn ra. Lỗi đá biên đến từ đội bóng Thân Thượng, một tình huống mà cầu thủ mang áo số 10 Thành Trung đã mắc lỗi đá biên. Đại Lâm là một đội bóng đến từ khu vực xã Tam Đa, còn Cầu Gạo là một đại diện của Yên Phụ. Yên Phụ tại giải U15 cũng góp mặt một cái tên, đó là đội bóng Đức Lân. Đức Lân thì cũng đã tiến đến vòng đấu tứ kết, nhưng sau đó thì họ đã để thất bại trước đội bóng Thụy Lôi. Không được. Một tình huống mà thủ thành bên phía đội bóng Vọng Đông, thủ thành Đức Việt đã băng ra, nhưng anh cũng không thể kiểm tỏa đi sự nguy hiểm trong pha bóng vừa rồi. Vẫn sẽ là một quả đá phạt góc dành đến cho đội bóng Thân Thượng. Khá trống trải. Thân Thượng đã không thể hoàn thành mục tiêu của mình tại giải U13 khi họ chỉ tiến đến được vòng đấu tứ kết. Sau đó thì U15 là một câu chuyện còn bẽ bàng hơn. Thân Thượng nằm ở bảng C, nơi có sự góp mặt của Quan Độ, đội bóng vào chơi trận chung kết. Xuân Lai, đội bóng cũng góp mặt ở trận chung kết. Đức Lân đánh đầu không được. Tại giải đấu đó thì Thân Thượng không vượt qua được vòng đấu bảng. Giải U17 sẽ là cơ hội để cho bóng đá Thân Thượng sẽ có một dấu mốc cho một sự trở lại. Trong những năm vừa qua thì những ngọn cờ đầu của bóng đá Yên Trung, chúng ta thường biết đến nhiều cái tên, đó là Yên Lãng. Yên Lãng ở mùa giải năm nay cũng góp mặt. Họ nằm ở bảng E, bảng đấu tử thần, nơi có sự góp mặt của Quan Độ, của Thiểm Xuyên và Thụy Lôi. Yên Lãng vào buổi chiều ngày mai thì sẽ thi đấu. Và đối thủ đầu tiên của Yên Lãng đó chính là các cầu thủ Quan Độ. Yên Lãng cũng là đại diện đã đăng ký rất sớm, nằm trong top 10 những đội bóng sớm nhất đăng ký tại giải U17. Và cũng lột tiền rất nhanh. Đánh đầu không được. Vừa rồi lại là một tình huống bật lên đánh đầu đến từ vị trí của Văn Duy. Và như tôi đã nói thì ngày hôm nay bộ đôi cánh của Thân Thượng gồm Văn Duy ở cánh trái và Văn Duy ở cánh phải, và Quang Hưng ở cánh trái sẽ là một trong những bài đánh mang đến nhiều sự bất ngờ mà huấn luyện viên trưởng của đội bóng Thân Thượng anh Văn Hiệp dành đến cho đối thủ. Vẫn đang là cao thủ Thân Thượng. Một tình huống siết lòng cổ chân đến từ cầu thủ mang áo số 16. Pha ra chân đến từ cái tên Quang Hưng. Đó chưa phải là một tình huống dứt điểm có thể mang về bàn thắng.
Vâng, tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Đó là một tình huống để bóng chạm tay. Thần Thượng đang có một tình huống đá phạt ở khu vực giữa sân. Không được. Một tình huống tiếp cận ở tầm thấp nhưng nó chưa thể mang về một cơ hội nguy hiểm dành đến cho đội bóng Thần Thượng. Những sự áp sát trong pha bóng vừa rồi đến từ vị trí của Phùng Khánh đã khiến cho cầu thủ mang áo số 10 Thành Trung không thể khống chế bóng thành công. Vẫn sẽ có một tình huống đá biên dành đến cho đội bóng Phọng Đông. Bóng đang trong chân của thủ thành Đức Việt. Làm gì đây? Một thủ thành có chiều cao tốt. Và như đó là một đường chuyền hơi sâu đến từ thủ thành của đội bóng Vọng Đông. Chúng ta đã chờ đợi vào một đường chuyền mang đến nhiều sự sáng tạo hơn. Vẫn đang là cầu thủ Thần Thượng quyết định đi bóng qua được hai người, người thứ ba cơ một tình huống đi bóng qua ba cầu thủ. Đó là một tình huống mà cầu thủ mang áo số 23 pha solo đến từ vị trí của Trung Hoa. Đường chuyền vào trong là cực kỳ gọn gàng. Và công việc của Thành Trung trong pha bóng vừa rồi đơn giản là để bóng vào lưới trống thôi. 1-0 cho đội bóng Thần Thượng. Đó là một pha bóng mang đậm dấu ấn cá nhân đến từ cái tên Trung Hòa. Cái tên cuối cùng góp mặt trong đội hình ra sân của đội bóng Thần Thượng. Trước đó đã có những sự băn khoăn đến từ huấn luyện viên trưởng của đội bóng Thần Thượng khi mà ông đã quyết định là sẽ sử dụng Quang Huy hay là Trung Hòa. Nhưng cuối cùng thì Trung Hòa là cái tên được chọn. Và cầu thủ mang áo số 23 đã đáp lại được sự kỳ vọng. Sự kỳ vọng đến từ huấn luyện viên trưởng bên phía đội bóng áo đỏ. Đó là một pha bóng solo cực kỳ hay. Chắc chắn sẽ có một thước phim riêng dành đến cho cầu thủ mang áo số 23 với pha đi bóng vừa rồi. Một đường chuyền vào trong quá khó với hàng phòng ngự bên phía Vọng Đồng. Trung Hòa. Cầu thủ mang áo số 23 có cái cổ chân rất dẻo và vừa rồi lại là một pha xử lý bóng cá nhân. Vâng, chỉ trò gì đây? Khán giả trên sân số 2 có vẻ như đã vắng hơn so với sân số 1. Nhưng không sao cả. Những khán giả đang theo trận đấu ngày hôm nay qua luồng phát trực tiếp của chúng tôi vẫn đang có những sự động viên đến với cả hai bên. Trước đó là một sự động viên đến từ phụ huynh của thủ thành Đức Việt. Sẽ là một quả đá phạt góc dành đến cho Thần Thượng. Rất nguy hiểm.
Một tình huống mà thủ thành Đức Việt đã băng ra nhanh cũng đã không thể ôm gọn trái bóng trong tay. Che chắn bóng khôn ngoan đến từ vị trí của Quang Hưng. Đây là Quốc Tuấn. Khả năng xuyên phá là một trong những khả năng mà chúng ta thấy được trong những tình huống đi bóng đến từ các cầu thủ thân thương. Không chỉ một mình Trung Hòa có những tình huống đi bóng hay, mà vừa rồi là pha xử lý bóng cá nhân đến từ vị trí của Quốc Tuấn. Một sự trở lại thật sự là mạnh mẽ với đội bóng thân thượng. Đánh đầu! Lại là pha dứt điểm bằng đầu đến từ vị trí của Trung Hoa. Vọng Đông đang có phần bị cuốn vào lối chơi của đội bóng thân thượng. Trung Hoa khống chế bóng bằng ngực gọn gàng. Đây là Trung Hoa! Không được! Tình huống đẩy bóng và sau đó dứt điểm nhưng đã không đủ khoảng trống cho anh. Lên bóng cho Vọng Đông. Một tình huống rất nỗ lực để đi bóng đến từ Bá Hưng, cầu thủ mang áo số 10. Hai sự truy cản nhưng Bá Hưng cũng không ngã xuống. Sẽ là một tình huống đá biên được dành đến cho đội bóng Vọng Đông. Cú đá ngay. Một tình huống dứt điểm từ khá xa đến từ vị trí của Phùng Đức. Tình huống dứt điểm vừa rồi thì chưa thể vượt qua được sải chân dài đến từ trung vệ Anh Tú. Vẫn sẽ là một quả phạt góc dành đến cho đội bóng Vọng Đông. Thực sự thì Vọng Đông là một làn gió mới ở mùa giải năm nay. Chúng tôi không có nhiều thông tin về đội bóng này. Những thông tin duy nhất mà chúng tôi nắm được đó là đây là một đại diện đến từ xã Yên Trung. Những khán giả đang theo trận đấu ngày hôm nay thì cũng có thể là sẽ cung cấp giúp cho bình luận viên những thông tin về đội bóng Vọng Đông, những giải đấu họ đã từng tham dự, những thành tích mà họ đã có được trong những năm qua. Không được, pha tiếp bóng không thực sự tốt đến từ vị trí của Thành Trung. Thành Trung và Trung Hòa đang có một sự kết nối hoàn hảo. Một cầu thủ thi đấu tại hàng tiền vệ đang có những pha bóng đi bóng rất hay và đưa ra những đường chuyền mang tính sát thương cao. Đây là Quốc Tuấn. Một tiếng còi của trọng tài đã vang lên, đó là một tình huống phạm lỗi. Sẽ là một tình huống đá phạt được dành đến cho đội bóng thân thượng. Người đảm nhiệm có lẽ sẽ là trung vệ Anh Tú, trung vệ mang áo số 79. Con số thần tài nhỏ. Không được. Pha dứt điểm vừa rồi là chưa thực sự tốt đến từ vị trí của cầu thủ mang áo số 3. Đó là pha ra chân của Văn Duy. Cổ chân không được cứng. Và đó là một tình huống dứt điểm ăn quá nhiều vào mu bàn chân. Những pha bóng vừa rồi nếu như những cầu thủ có cái cổ chân tốt thì một pha đặt lòng sẽ là cực kỳ mạnh. Sự tác động từ phía sau đến từ vị trí của Hoàng Nam. Nó sẽ mang về cho đội bóng thân thượng một tình huống đá phạt tiếp theo. Một quả đá phạt với cự ly tương tự mà đội bóng thân thượng đã được hưởng trong những phút trước đó. Lần này thì người đảm nhiệm tình huống đá phạt đó sẽ là cái tên Trung Hòa. Một đường chuyền hơi nhẹ rồi. Vẫn đang là Trung Hòa. Không được. Lẽ ra cầu thủ vàng xoay ba cần phải dứt điểm ngay ở nhịp đầu tiên. Pha xử lý bóng rất khôn ngoan đến từ vị trí của cầu thủ mang áo số 16 Quang Hưng. Một tình huống tổ chức phản công nhưng sau đó thì hàng phòng ngự bên phía thân thượng đã kịp thời lùi về.
Anh Tú. Đây là Trung Hoa. Anh ơi, cái tình huống vừa rồi em thấy là như là giẫm vào chân đấy, anh có bảo trọng tài kiểm tra lại không? Một tình huống mà cầu thủ bên phía Vọng Đông đang tỏ ra khá đau. Đó là một pha va chạm. Anh Phương ơi. Một tình huống mà Bá Hải đã bị Trung Hòa sau một pha tranh chấp quyết liệt, va chạm khá đau. Bây giờ sẽ là một tình huống đá phạt dành đến cho đội bóng Vọng Đông. Không được. Vẫn là một tình huống phòng ngự chính xác. Đây là Thành Trung. Thành Trung đã không thể vượt qua được Bá Hải. Vẫn đang là Bá Hải. Bá Hải lại trượt ngã nhịp vừa rồi. Rất đáng tiếc với pha đi bóng vừa rồi đến từ cầu thủ mang áo số 13. Một tấm thẻ vàng được dành đến cho đội cầu thủ mang áo số 10, đó là Thành Trung. Rất nguy hiểm. Một đều cho đội bóng Vọng Đông. Một pha bóng rất hay đến từ đội bóng Vọng Đông. Có vẻ những người ghi bàn trong tình huống vừa rồi là cầu thủ mang áo số 4. Đó là Hoàng Nam. Như vậy là tỷ số được cân bằng một đều. Một đều cho các cầu thủ Vọng Đông. Vâng, đó là một pha giật gót của Hoàng Nam, nhưng cầu thủ chạm bóng cuối cùng là hậu vệ bên phía đội bóng Tân Thượng. Rất nguy hiểm. Đó là một tình huống tổ chức đá phạt nhanh đến từ Tân Thượng. Những lợi thế đã không được Tân Thượng bảo toàn trước khi hiệp đấu đầu tiên khép lại. Bây giờ thì đồng hồ đã điểm đến phút thứ 25. Rất nguy hiểm. Cơ ơi! Một nỗ lực phá bóng ra đến từ vị trí của Quang Hưng. Những pha rót bóng vào trong có độ chuẩn xác cao đến từ thủ thành Đức Việt. Nó đang khiến cho người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến thủ thành Quốc Hưng gặp nhiều khó khăn. Tổ chức phản công nhanh. Đó là một pha chơi bóng cực kỳ lan xả. Vâng, đã có một tình huống va chạm. Sẽ có một tình huống đá biên. Tình huống đá biên dành đến cho đội bóng Thân Thượng. Chính xác là đội bóng Thân Thượng.
Không được. Vẫn đang là cao thủ Vọng Đông. Một đường chuyền bóng hướng đến đáy biên. Và nó mang về cho đội bóng áo trắng một tình huống phạt góc. Một hiệp đấu diễn ra theo một tốc độ cao. Hai đội bóng đều có những cơ hội và họ cũng đều đã tận dụng được thành công. Lên bóng cho các cầu thủ Tân Thượng. Đây là Trung Hòa. Bóng đã trở lại với chân của anh Tú. Trung Hòa. Rất chủ động để che chắn đến từ vị trí của Bá Hải. Cơ hội dành đến cho đội bóng Tân Thương. Không được. Pha dứt điểm vừa rồi đến từ vị trí của cầu thủ mang áo số 10 Thành Trung. Sẽ là một tình huống đá biên dành đến cho đội bóng Vọng Đông. Quốc Tuấn đã không thể vượt qua được cầu thủ áo số 5. Một tình huống mà sự chắc chắn đến từ Phùng Đức đã mang về cho Vọng Đông một cơ hội phản công. Nhưng sau đó thì Phùng Đức cũng đã không thể đưa ra một tình huống chuyền bóng tốt. Một thời điểm mà hai đội bóng sẽ đề cao một sự chắc chắn. Một phút là thời gian bù giờ của hiệp đấu đầu tiên. Cơ hội đến với đội bóng Vọng Đông. Chắc chắn là sẽ có một tình huống đá phạt đến với đội bóng áo trắng rồi. Chúng ta đang thấy được một sự chệch choạc trong cách phòng ngự đến từ đội bóng Tân Thượng. Một tình huống chuyền bóng hơi non của cầu thủ mang áo số 16 Quang Hưng. Và nó tạo ra một cơ hội cho đá băng xuống đến từ Hoàng Nam. Bây giờ sẽ là một tình huống đá phạt được dành đến cho đội bóng Vọng Đông. Không được. Đó là một sự chắc chắn đến từ thủ thành Quang Hưng. Và dàn xếp đá phạt là khá hay, nhưng trái bóng vừa rồi đã đi trúng vào vị trí mà thủ thành bên phía Tân Thượng đã chọn sẵn. Rất có thể hiệp đấu đầu tiên sẽ khép lại với tỷ số là 1-1. Vẫn đang là những tình huống chơi bóng ở phía phần sân nhà. Nhưng có lẽ rằng một sự bất ngờ sẽ chờ đợi ở trong hiệp 2. Vâng, đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên của trọng tài chính đã vang lên. Như vậy là kết thúc hiệp 1, cả hai bên Vọng Đông và Tân Thượng đang tạm thời hòa nhau với tỷ số là 1-1. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tạm nghỉ trong ít phút trước khi trở lại với những diễn biến tiếp theo ở trong hiệp đấu thứ hai.
thấy đầu gối chưa Hoàng ơi? Rồi rồi rồi. Đầu gối nó bị làm gì? Quê nhiều chứ. Ta xây một giấc mơ cho quê hương mình, hỡi các liền anh liền chị, đừng ngại khó khăn vì đã có anh em bên mình, cùng vươn cao hơn, cùng bay xa hơn, dọc ngang giữa bầu trời một niềm tin rạng ngời, tự hào Bắc Ninh ơi. Tỏa sáng cho quê hương, muôn vạn con tim cùng hoa ca bài ca chiến thắng, cùng vươn cao hơn. Một giấc mơ cho quê hương mình, hỡi các liền anh liền chị, đừng ngại khó khăn vì đã có anh em bên mình, cùng vươn cao hơn, cùng bay xa hơn, dọc ngang giữa bầu trời một niềm tin rạng ngời, tự hào Bắc Ninh ơi. Hiên ngang những bước chân
hiên ngang những bước chân mạnh mẽ không ngại ngờ. Tỏa sáng cho quê hương, muôn vạn con tim cùng hoa ca bài ca chiến thắng, cùng vươn cao hơn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ trở lại với sân bóng Phú Xá để theo dõi hiệp đấu thứ hai, trận đấu giữa cao thủ Vọng Đông đối đầu với cao thủ Thân Thượng. Một trận đấu diễn ra trong khuôn khổ vòng đấu đầu tiên bảng B giải bóng đá U17 tranh cúp Bắc Ninh Football năm 2024. Kết thúc hiệp 1 thì cả hai bên đang tạm thời hòa nhau với tỷ số là 1-1. Thân Thượng là đội bóng có được bàn thắng trước do công của Thành Trung, cầu thủ mang áo số 10. Và sau đó thì xuất phát từ một tình huống phạt góc, Vọng Đông đã có cho mình bàn thắng gỡ hòa. Có thể nói rằng trong 6 bảng đấu thì bảng B là bảng đấu được đánh giá là cân bằng nhất, khi cả 4 đội bóng đều là những làn gió mới, những làn gió mới cho một sự kỳ vọng ở mùa giải năm nay. Đại Lâm, Cầu Gạo, Vọng Đông và Thân Thượng. Trong cả 4 đội bóng thì Thân Thượng là đại diện quen mặt nhất khi họ góp mặt tại U13, U15 và bây giờ là U17. Thân Thượng thì cũng giống như đội bóng Quan Độ vậy, họ cũng góp mặt ở phần lớn những hạng đấu tại các lứa tuổi khác. Rất nguy hiểm. Và như vậy là một siêu phẩm được tạo ra. Một siêu phẩm được tạo ra đến với các cầu thủ Thân Thượng. Không thể tin nổi với pha dứt điểm vừa rồi.
bình luận viên cũng bất ngờ, và điều đó cũng là điều mà thủ thành bên phía đội bóng Vọng Đông cũng mắc phải. Thực sự là anh đã bất ngờ với cú đá vừa rồi. Người ghi bàn trong tình huống vừa rồi, vâng, không ai khác, đó vẫn là sự xuất sắc đến từ cái tên Trung Hòa. Không được. Đó là câu trả lời đến từ các cầu thủ Vọng Đông. Một cơ hội rất ngon ăn mà các cầu thủ Vọng Đông đã bỏ qua. Một pha bóng quay người và dứt điểm trong một tư thế rất thoáng đến từ vị trí của Hoàng Nam. Vâng, những tín hiệu tích cực đến ngay với các cầu thủ Tân Thượng ở những phút đầu tiên của hiệp hai. Lần thứ hai Tân Thượng có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Một sự quyết tâm đến từ đại diện của Yên Trung Tân Thượng, người hàng xóm của Tân Thượng Vọng Đông, với lần đầu tiên góp mặt cũng đang chứng tỏ được khả năng của mình. Và chúng ta cùng nhau xem lại bàn thắng vừa rồi đến từ Trung Hòa. Một cú đá rất căng và cực kỳ chính xác. Thực sự là không có cơ hội cho thủ thành Đức Việt trong pha bóng vừa rồi. Chắc chắn rồi sẽ có riêng một thước phim với pha dứt điểm vừa rồi đến từ vị trí của Trung Hòa. Đó rất có thể sẽ là bàn thắng đẹp nhất của vòng đấu đầu tiên. Tình huống đi bóng rất quyết tâm. Thành Trung. Đây là Quang Hưng. Tân Thượng đang có những tình huống thoát pressing rất hay. Quốc Tuấn chọc cái ai? Thành Trung. Đó là một pha chơi bóng rất lan xả đến từ vị trí của Bá Đích, cầu thủ mang áo số 54. Một tình huống đẩy bóng để tạo ra một khoảng trống đến từ vị trí của Thành Trung, nhưng anh đã không thể vượt qua được sự khôn ngoan đến từ cái tên Bá Đích. Vẫn là một cơ hội. Không được. Pha dứt điểm vừa rồi đến từ vị trí của Bá Hưng. Cả đội bóng đều vẫn đang rất tin tưởng vào 7 cái tên trong đội hình xuất phát. Chưa có bất kỳ một sự thay đổi người nào cả. Không được. Vừa rồi là tình huống dứt điểm đến từ vị trí của Hoàng Nam. Tốc độ tuyệt vời, nhưng sau đó thì cầu thủ mang áo số 5 đã không thể khống chế bóng thành công. Một nỗ lực băng lên đến từ vị trí của Phùng Đức. Hơi khó rồi. Một quyết tâm đi bóng nhưng đã không thể tạo ra một sự bất ngờ đến từ Bá Hưng. Trong một tình huống mà Bá Hưng đã chờ đợi vào một tín hiệu đến từ những sự hỗ trợ, nhưng cầu thủ mang áo số 10 đã không có được điều đó. Vẫn đang là Bá Hưng. Bá Hưng đang tranh chấp tay đôi với Trung Hoa. Cơ hội giành đế cho Tân Thượng. Một tình huống bỏ bóng và sau đó thì một khoảng trống được mở ra với pha băng lên đến từ vị trí của Thành Trung. Đó chỉ là một tình huống phá bóng an toàn thôi, nhưng nó vô tình lại tạo ra một cơ hội cho các cầu thủ Tân Thượng. Đây là Thành Trung. Thành Trung. Không được. Cú đá ở góc gần đến từ Thành Trung. Một nỗ lực đẩy bóng dài đến từ Bá Đích, nhưng sau đó thì cầu thủ mang áo số 54 cũng đã không thể theo được trái bóng. Bây giờ sẽ là một tình huống đá biên dành đến cho đội bóng Tân Thượng.
đã có một tình huống va chạm khá mạnh và hai cầu thủ của hai bên đang bị đau. Một tình huống va chạm giữa Thành Trung với cầu thủ mang áo số 13, 32. Lợi mưa lợi ơi. Anh có ô chưa? Rồi. Vâng, hiện tại trên sân thì đang có những hạt mưa nhưng hy vọng rằng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến trận đấu. Tôi mong rằng đây sẽ chỉ là những cơn mưa ngang qua thôi. Nó sẽ không phá hỏng trận đấu ngày hôm nay. Cao thủ vẫn đang thi đấu. Không được. Đây là Bá Đích. Bóng đến với chân của Hoàng Nam. Đường chuyền thiếu chính xác nhưng là cơ đến với vòng đông. Chưa thể có pha dứt điểm. Một tình huống mà rõ ràng là Bá Hưng cần phải xử lý bóng nhanh hơn và gọn gàng hơn. Một nhịp đỡ bóng thôi và sau đó anh có được một khoảng trống để đưa ra tình huống dứt điểm ngay. Pha phạm lỗi đến từ vị trí của Thành Trung. Thành Trung đã phải nhận một tấm thẻ vàng ở trong hiệp 1. Và nó sẽ cực kỳ là tồi tệ nếu như anh phải nhận tấm thẻ vàng thứ hai trong những tình huống phạm lỗi. Ừ, chỉ là những hạt mưa, những cơn mưa ngang qua thôi. Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn hơn trong những phút tiếp theo. Sẽ là một tình huống đá phạt dành đến cho đội bóng Vọng Đông. Người thực hiện đó sẽ là thủ thành Đức Việt. Thành Trung thiếu quan sát trong pha bóng vừa rồi. Đó là những gì mà chúng ta thấy được trong pha xử lý bóng đến từ Thành Trung. Ném bóng rất mạnh lên trên. Không được. Trọng tài sẽ cho thân thượng được thay người. Thành Trung, cầu thủ mang áo số 10 rời sân. Vào sân đó sẽ là Anh Quốc, cầu thủ mang áo số 30. Như vậy là ban lãnh đạo của đội bóng Tân Thượng đã quyết định là rút cầu thủ mang áo số 10 ra sân. Sau khi họ nhận thấy rằng Thành Trung đã có một phải nhận một tấm thẻ vàng ở hiệp 1 và anh đang có dấu hiệu phạm lỗi liên tiếp trong những phút vừa qua. Không được. Một tình huống xử lý bóng cá nhân đến từ vị trí của Quang Hưng. Một đường chuyền dài lên trên nhưng chưa thể thành công. Trọng tài cho đội bóng Vọng Đông thay người. Cầu thủ mang áo số 4 Hoàng Nam rời sân. Vào sân là cầu thủ mang áo số 31 Bá Hưng. Vâng, một Bá Hưng khác của Vọng Đông được vào sân. Trên sân thì đã có một Bá Hưng rồi. Và bây giờ là một Bá Hưng khác. Một Bá Hưng sẽ chơi ở hàng công. Một tình huống chủ động che chắn nhưng là chưa thực sự đáng kể đến từ vị trí của cầu thủ mang áo số 6 Quốc Tuấn. Sẽ là một quả đá biên được dành đến cho thân thượng. Rất nguy hiểm nhưng trọng tài xác định rằng đó là một tình huống phạm lỗi. Đẩy sau rồi. Bóng đã đi vào lưới nhưng không có bàn thắng cho đội bóng thân thượng. Trọng tài Hữu Thìn đã đứng rất gần ở trong pha bóng vừa rồi và quyết định được đưa ra cũng là rất nhanh. Dù không phải là bàn thắng nhưng đó cũng là một lời cảnh tỉnh trong cách phòng ngự đến từ đội bóng Vọng Đông.
Một pha bóng mà những vị trí như thủ thành Đức Việt hay người đảm nhiệm vị trí trung vệ, đó là Bá Đích, cần phải đưa ra những sự tập trung, những sự tỉnh táo hơn trong những pha tranh chấp bóng. Trung Hoa đường chuyền không thành công, phản công cho đội bóng Vọng Đông. Một thời điểm mà chúng ta đang thấy rằng Bá Đích đang dựng lên khá cao và tham gia nhiều vào mặt trận tấn công. Một pha bóng không an toàn đến từ thủ thành Quốc Hưng. Một tấm thẻ vàng được rút ra dành đến cho thủ thành bên phía đội bóng Tân Thượng. Trọng tài Tờ Hin luôn là một trọng tài được biết đến với một sự nghiêm khắc. Sẽ là một tình huống đá biên được dành đến cho Tân Thượng. Bước một là rất gọn gàng. Sẽ có một tình huống, vâng, một tình huống phát bóng rất mạnh lên trên. Một pha bóng mà chúng ta thấy được khả năng truyền trọt đến từ vị trí của anh Tú. Và trọng tài sẽ cho Tân Thượng được thay người. Thủ thành Quốc Hưng sẽ là người rời sân. Vào sân đó sẽ là cầu thủ mang áo số 11 Duy Thái. Như vậy là người sẽ đảm nhiệm vị trí chấn giữ khung thành bên phía Tân Thượng trong những phút tiếp theo, đó sẽ là cầu thủ mang áo số 30 Anh Quốc. Sẽ có một tình huống đá biên được dành đến cho Tân Thượng. Và ngay sau khi ban lãnh đạo của Tân Thượng nhận thấy những dấu hiệu về một sự thiếu tập trung trong cách chơi đến từ thủ thành Quốc Hưng, thì họ đã đưa ra một sự thay đổi người, khi mà Anh Quốc sẽ là người đảm nhiệm vị trí chấn giữ khung thành trong những phút tiếp theo. Pha vào bóng rất căng. Một tấm thẻ vàng được rút ra dành đến cho Bá Đích, cầu thủ mang áo số 54. Một tình huống mà người mới được đưa vào sân, Duy Thái, đã bị phạm lỗi. Quả đá phạt dành đến cho Tân Thượng. Với góc sút như thế này thì một đường truyền ra sẽ là hợp lý hơn. Nhưng chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Một đường chuyền ra và dứt điểm sau đó của anh Tú thì lại trúng vào người của người đồng đội. Vâng, đã có một tình huống kê chân. Đấy là Trung Hoa. Anh Tú vẫn là những tình huống chuyền bóng mạnh lên phía trên nhưng chưa thể mang lại sự bất ngờ.
Em ơi, em ơi, em bảo ăn uống vẫn gọn gàng vào anh nhé. Cơ hội không được. Một tình huống bắt bóng rất gọn gàng đến từ thủ thành Đức Việt. Và sau đó thì vòng đông có một tình huống phản công. Một tình huống mà cầu thủ Bàng Áo số 10 Bá Hưng dù đã rất cố gắng nhưng anh cũng đã không thể cứu được trái bóng. Quyền đá biên sẽ thuộc về đội bóng Tân Thượng. Hơn một nửa thời gian thi đấu chính thức của hiệp đấu thứ hai đã trôi qua. Và bây giờ thì Vọng Đông đang có những tình huống tấn công với một cường độ cao. Họ kỳ vọng rằng họ sẽ có được bàn thắng gỡ hòa. Cơ hội dành đến cho Vọng Đông, đưa chuyền đây. Chúng ta nói nhiều về những cơ hội của Vọng Đông trong những phút vừa qua. Và mọi sự cố gắng đã được đền đáp. Đường chuyền là cực kỳ tuyệt vời vào phía trong. Công việc của cầu thủ mang áo số 24 Phùng Khánh trong pha bóng vừa rồi đó là đưa ra một tình huống dứt điểm mang về bàn thắng thứ hai. Không được. Nhưng đó là có một tình huống phạm lỗi. Chúng ta cùng chờ đợi vào quyết định đến từ trọng tài Trường Sơn. Một tấm thẻ vàng được rút ra dành đến cho cầu thủ mang áo số 16 đó là Quang Hưng. Sau khi có được bàn thắng thì lập tức một cơ hội ngon ăn lại đến với các cầu thủ Vọng Đông. Phá băng lên và dứt điểm đến từ Phùng Khánh. Nhưng sự tác động đến từ Quang Hưng đã khiến cho cầu thủ mang áo số 24 đang tỏ ra khá đau đớn. Bây giờ thì tinh thần của Vọng Đông đang được đẩy lên rất cao. Họ đang đứng trước một cơ hội để nghĩ về bàn thắng thứ ba. Góc sút là rất rộng với cái chân phải của cầu thủ mang áo số 5 Phùng Đức. Một cú đá thẳng trăng, đó là điều mà tôi đang nghĩ đến. Chúng ta cùng chờ đợi xem. Phùng Đức rất nguy hiểm và như vậy là bàn thắng thứ ba. Chúng ta nói về một tình huống dứt điểm thẳng và điều đó đã xảy ra. Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 cho các cầu thủ Vọng Đông. Tôi đã cảnh báo các cầu thủ Thân Thượng rằng đó sẽ là một tình huống đá thẳng. Nhưng hàng rào của đội bóng áo đỏ có vẻ như đã không lường trước được sự nguy hiểm trong pha dứt điểm vừa rồi. Hai bàn thắng đến là một thời điểm mà Vọng Đông đang có những tình huống tấn công. Bây giờ Thân Thượng, lần đầu tiên Thân Thượng phải thi đấu trong tâm thế bám đuổi. Họ đã hai lần vươn lên dẫn trước và cả hai lần họ để cho Vọng Đông có được bàn thắng gỡ hòa. Thân Thượng sẽ cần lấy chính bài học của đối thủ để làm động lực cho mình. Vâng, đã có một tình huống phạm lỗi. Sẽ là một tình huống đá phạt được dành đến cho các cầu thủ Vọng Đông. Vọng Đông thực sự là một làn gió mới ở mùa giải năm nay. Họ đã phần nào đó chứng tỏ được khả năng của mình. Bước một rất gọn gàng. Được chưa đây? Cây! Cơm ơn! Chúng ta thấy được một tình huống phản công rất hay đến từ các cầu thủ Vọng Đông. Vẫn lại là một tình huống khống chế bóng hay và được truyền dành đến cho vị trí của cầu thủ mang áo số 24 Phùng Khánh. Nhưng lần này
Lần này thì điểm mấu chốt trong pha bóng vừa rồi lại đến từ pha xoạc bóng của Văn Duy. Văn Duy đã có một tình huống xoạc bóng cứu cho đội bóng Tân Thượng một bàn thua trông thấy. Khá nguy hiểm. Vâng, trái bóng vẫn chưa đi hết đường biên ngang. Bây giờ sẽ là một quả đá biên được dành đến cho đội bóng Vọng Đông. Những pha bóng ở tầm thấp đang khiến cho hàng phòng ngự của Tân Thượng gặp lúng túng. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng. Không phải, chúng ta cùng xem lại tình huống mà suýt chút nữa Vọng Đông đã có cho mình được bàn thắng thứ tư. Một nhịp đẩy bóng đến từ Phùng Khánh đã vượt qua được sự truy cản của thủ thành mang áo số 30 Anh Quốc. Nhưng vẫn còn đó sự xuất sắc đến từ Văn Duy. Đây là anh Tú. Quá khó cho anh Tú trong vòng vây của hai cái bóng áo trắng. Bá Hưng vẫn đang là cầu thủ Vọng Đông. Đó là một tình huống phạm lỗi. Sẽ cần phải có những án phạt cho tình huống vừa rồi. Đó là một tình huống phạm lỗi rất thô đến từ cầu thủ mang áo số 79. Tấm thẻ vàng dành đến cho vị trí của anh Tú. Quả đá phạt dành đến cho Vọng Đông. Vâng, đó là một cú dứt điểm thẳng và trái bóng đi vào xà ngang. Bây giờ sẽ là một tình huống đá biên được dành đến cho Tân Thượng. Đánh đầu. Và đánh đầu vẫn chưa đủ khó để có thể mang về bàn thắng gỡ hòa. Một tình huống mà thủ thành Đức Việt đã ôm gọn trong tay. Vâng, hiện tại thì ở khu vực Chi Long, trận đấu bán kết giữa Tân Thượng và Phù Lưu tại giải U13 thì đang có một tỷ số đó là 3-1 nghiêng về Phù Lưu. Bây giờ thì Tân Thượng tại U17 cũng đang có một hoàn cảnh tương tự, họ đang để cho Vọng Đông dẫn trước với tỷ số 3-2. Những thông tin mà chúng tôi cập nhật bên lề tại các giải đấu diễn ra cùng giờ. Sẽ có một tình huống đá biên được dành đến cho đội bóng Vọng Đông. Người thực hiện đó sẽ là cầu thủ mang áo số 31 Bá Hưng.
Bá Hưng Đeo số 10 trong những phút vừa qua đã để lại dấu ấn cực kỳ đậm nét trong hai bàn thắng mà đội bóng Vọng Đông có được trong khoảng 3 phút ngắn ngủi. Bàn thắng đầu tiên, bàn thắng mang về pha bóng gỡ hòa dành đến cho đội bóng Vọng Đông, cũng là một tình huống mà Bá Hưng đưa ra một đường truyền vào trong, bóng đến với vị trí của Phùng Khánh. Và sau đó thì tình huống đá phạt sau cũng là một đường truyền dành đến cho Phùng Khánh, nhưng cầu thủ áo số 24 đã bị phạm lỗi và nó mở ra một quả đá phạt. Và sau đó thì Phùng Đức đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sẽ là một tình huống đá phạt góc dành đến cho Thân Thượng. Anh Tú vẫn là những tình huống che chắn bóng rất khôn ngoan đến từ anh Tú, và cuối cùng thì hàng phòng ngự bên phía Vọng Đông đã buộc phải phạm lỗi. Vẫn sẽ là một tình huống đá biên được dành đến cho Thân Thượng. Sau khi trận đấu giữa Thân Thượng và Vọng Đông kết thúc thì trên sân số 2 trận đấu giữa đội bóng Chi Long và đội bóng Ngọc Liễn cũng sẽ diễn ra. Một trận đấu của bảng C, một đại diện của xã Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh đối đầu với một đại diện đến từ xã Châu Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Và đó cũng sẽ là một trận đấu rất đáng được chờ đợi. Trên sân số 1 là cuộc đấu giữa Kim Thiều, đại diện của thành phố Từ Sơn đối đầu với Ngô Xá, đại diện của xã Long Châu. Bảng C cũng sẽ là một bảng đấu mà một trận derby, trận derby của xã Long Châu giữa Chi Long và Ngô Xá sẽ được diễn ra ở những vòng đấu tiếp theo. Quang Hưng rất nguy hiểm. Quang Hưng đưa ra một pha xử lý bóng không an toàn và suýt chút nữa anh đã khiến cho đội bóng của mình phải nhận bàn thua. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 2 sẽ là một tình huống đá biên được dành đến cho đội bóng Vọng Đông. Vâng, lỗi đá biên đến từ đội bóng Vọng Đông. Và một cầu thủ bên phía đội bóng Thân Thượng đang bị đau. 3 phút là thời gian bù giờ của hiệp 2. Sẽ là một khoảng thời gian cực kỳ nhạy cảm. Một khoảng thời gian mà đội bóng Vọng Đông sẽ cần phải chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Và về phía đội bóng Thân Thượng thì đây sẽ là những sự cố gắng. 3 phút sẽ là những sự cố gắng để cho Thân Thượng nghĩ về bàn thắng gỡ hòa. Họ đã dẫn trước 2 lần ở trận đấu này, nhưng rồi họ lại để cho Vọng Đông vượt lên ở giai đoạn cuối. Cắt bóng chủ động đến từ Trung Hoa. Trung Hoa đã có một tình huống phạm lỗi. Một tình huống mà cầu thủ mang áo số 23 quyết định đi bóng đột phá. Trong pha bóng vừa rồi, nếu như hậu vệ bên phía Vọng Đông không phạm lỗi với Trung Hòa thì đó sẽ là một tình huống mở ra một pha bóng đối mặt với thủ thành Đức Việt. Hàng phòng ngự của Vọng Đông không thể làm gì khác ngoài phải đưa ra một tình huống phạm lỗi.
Trung Hòa là người đứng trước bóng. Bóng không qua hàng rào. Vẫn đang là các cầu thủ thân thương. Một nỗ lực dứt điểm đến từ anh Tú nhưng nó chưa thể mang về bàn thắng cân bằng tỷ số 3 đâu. Vâng, có vẻ như trong pha bóng vừa rồi thì cầu thủ bên phía đội bóng thân thượng đã để bóng chạm tay. Một thời điểm mà Vọng Đông đang đứng trước một cơ hội để có thể nâng tỷ số lên 4-2. Không được. Pha bóng vừa rồi có lẽ cũng không mang quá nhiều ý nghĩa sau pha dứt điểm của Bá Hưng. Đồng hồ đã điểm đến những phút bù giờ cuối cùng. Cơ hội dành đến cho thân thương. Không được. Đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài ông Nguyễn Hữu Tín đã vang lên. Như vậy là đội bóng Vọng Đông đã có một cuộc lội ngược dòng trước cao thủ thân thượng với tỷ số 3-2. Thân thượng sẽ cần phải cố gắng rất nhiều trong những trận đấu tiếp theo. Như vậy là buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Vọng Đông và thân thượng đến đây xin được khép lại. Quý các bạn thân mến, chúng ta sẽ tạm nghỉ trong ít phút trước khi đến với trận đấu tiếp theo. Trận đấu giữa đội bóng Chi Lông đối đầu với đội bóng đến từ Châu Minh Hiệp Hòa Bắc Giang, đội bóng Ngọc Liễn. Anh ơi, trận trước là cái trận mà Xuân Lai ấy, là lãnh đội Xuân Lai là em xác nhận lại rồi, nhưng mà trận đấy là chỉ ở bên Đồng Hương là không có thẻ vàng cũng không có gì cả, đúng không anh?